Chào mừng các anh em đã quay trở lại với series video về AutoFit D1. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta kết nối với lại xe Kia Sorento đời 2014 và chúng ta sẽ cùng đọc lỗi, xóa lỗi và xem data trên xe này nhé. Thì cũng như những con xe khác thì đầu tiên chúng ta cần phải kết nối VSI với cổng OBD2 ở trên xe. Thì chúng ta cứ tìm cái cổng OBD2 trên xe xung quanh cái khu vực ở dưới cái vô lăng này. Đấy. Thì hầu hết tất cả đều nằm ở khu vực dưới cái vô lăng này. Rồi sau khi cắm và lên nguồn nè. Rồi. Thì bây giờ anh em đợi một khoảng thời gian để cho cục VCI và máy kết nối với nhau. Đấy, vậy là đã kết nối này, tốc độ kết nối rất là nhanh. Ở những video trước thì chúng ta đã được trải nghiệm qua cái tính năng tự động đọc cái số VIN rồi, đó, tự động nhận diện xe rồi. Thì với những cái con Kia lắp ráp tại Việt Nam này thì chúng ta sẽ không có được cái tính năng đó. Thì ở video này tôi sẽ cùng anh em chọn bằng tay nhé. Đây, chúng ta sẽ vào chọn Manual Selection. Rồi, đây là những cái thị trường của Kia này, thị trường Hàn Quốc, thị trường châu Âu, thị trường Mỹ. Và chúng ta sẽ có cái thị trường General, thị trường chung. Thông thường ở Việt Nam thì anh em cứ chọn vào thị trường chung. Rồi, tôi sẽ chọn tới Kia Sorento. Sorento đây, con của tôi là đời 2014. Đây, 2014. Máy xăng 2.4 lít MPI thôi. Rồi, tôi sẽ nhấn Z. Đó. Vì cũng sẽ tương tự như những cái khác thì chúng ta sẽ có Diagnostic Authentication này. Tôi sẽ vào Diagnostic. Thì tùy vào anh em muốn đọc hết toàn bộ cái hộp ở trên xe hoặc là chúng ta sẽ vào chọn từng hộp này theo như ý chúng ta muốn. Ở đây thì tôi đã hướng dẫn auto scan rồi, quét toàn bộ xe rồi. Ở đây tôi sẽ chọn đúng những cái hộp chúng ta anh em đọc thôi. Tôi sẽ chọn vào hộp động cơ nhé. Rồi, đầu tiên thì nó sẽ có được ECU information, trouble code là để anh em đọc mã lỗi, live data là để anh em xem dữ liệu động này, active test là tính năng kích hoạt và special function là những cái tính năng đặc biệt. Đó, tôi sẽ vào đọc thử mã lỗi của xe này. Rồi, xe này đang có một cái mã lỗi, đó là lỗi insert van frightening, là cái van ở trong cái đường ống nạp của chúng ta đấy. Đó, đang lỗi là acti này. Anh em muốn xóa mã lỗi này á, thì anh em chúng ta có thể nhấn vào Easer Code, cái chữ Easer Code để xóa mã lỗi. Rồi, điều kiện chúng ta là bật chìa khóa on và động cơ không có nổ máy. Rồi, tôi nhấn Z. Nó sẽ hiện thông báo là xóa mã lỗi này, bạn có muốn tiếp tục không nè. Ok, nhấn Z. Rồi, sau khi xóa thì lỗi này đã biến mất rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải xem là sau khi vài lần khởi động lại xem mã lỗi có xuất hiện lại hay không. Nếu mà còn tiếp tục xuất hiện lại thì chúng ta cần phải đi xử lý cái mã lỗi này. Đa phần phải kiểm tra lại solenoid, chúng ta cần phải kiểm tra lại đường dây nhé. Rồi, tiếp theo là tính năng xem dữ liệu động. Xem dữ liệu động là chúng ta sẽ chi xuất những cái dữ liệu của cảm biến gửi về hộp ECU và sẽ hiển thị cho chúng ta xem để chúng ta phân tích xem coi các con cảm biến có hoạt động chính xác hay không, các con cảm biến đang có gặp vấn đề gì đó hay không. Đấy. Có rất là nhiều trường hợp chúng ta cần phải xem dữ liệu động này để chúng ta bắt bệnh được cho chính xác, chứ không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào một mã lỗi đâu anh em ạ. Đó, ví dụ như tôi sẽ hiện là một số cái mã lỗi, một số cái thông số con cảm biến này. Rồi, anh em muốn xem những cái mình đã chọn thì anh em nhấn vào show selection. Đó. Đây, ví dụ tôi sẽ đạp thử ga nha. Tốc độ phản hồi rất là nhanh, cứ buông chân ga này. Đó. Về lại gần đi liền, rất là nhanh. Đấy. Thì nãy là tại sao tôi nói là chúng ta sẽ cần một số cái trường hợp phải xem data này. Ví dụ như là khi con cảm biến nhiệt độ nước bị lỗi hoặc là có điện trở trên đường dây đi. Thì xe chúng ta đang rất là nóng, máy đang rất là nóng mà anh em đọc thấy con nhiệt độ nước này nó vẫn chỉ có khoảng 20 độ, 25 độ, 40 độ thì chắc chắn là con cảm biến nhiệt độ nước đang có vấn đề rồi. Thì lúc đó chúng ta cần phải xem là con cảm biến và xem lại đường dây. Đó, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải xem data. Có rất là nhiều cái thông số data khác nữa anh em có thể xem và tham khảo ở đây.
độ đọc của chiếc máy Autofit này chúng ta tương đối là nhanh, nhanh hơn nhiều so với những dòng máy khác ở trên thị trường đó. Và hỗ trợ rất là nhiều cái thông số con cảm biến anh em chúng ta có thể chọn. Chúng ta có thể xem một cách chính xác và chúng ta chọn nha. Rồi, vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho anh em cách chúng ta chọn một chiếc xe và chúng ta đọc mã lỗi, xóa mã lỗi và Sonata trên dòng Kia Sorento đời 2024. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.